Sáng mùng 1 tháng 7, cùng với các địa phương trên cả nước, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định địa vị pháp lý, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quận Hoàn Kiếm là địa phương được chọn tổ chức điểm lễ ra mắt cấp thành phố. Tại buổi lễ, 575 đồng chí là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn quận đã thực hiện diễu hành, biểu dương lực lượng và diễn tập thực binh tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại 29 quận, huyện, thị xã còn lại, mỗi địa phương đã lựa chọn một đơn vị cấp xã để tổ chức điểm lễ ra mắt. Công an các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động tham mưu chính quyền, cung cấp, tổ chức lễ ra mắt. Đến nay, trên địa bàn toàn thành phố đã lập 5.436 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 21.276 thành viên được bố trí ở thôn, tổ, dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.